Retro Film xin trân trọng giới thiệu một xuất phẩm hay nhất năm 2014 với sự kết hợp cùng Ato Film Group mang tên Tân Người Trong Giang Hồ, cùng với các diễn viên ca sĩ Lâm Chấn Khang trong vai Hạo Nam, nghệ sĩ Cát Phượng trong vai Cát Tỷ, nghệ sĩ Tấn Bo trong vai Cướp Hoàng Lương, Tam Thanh trong vai Lão Đại, Kim Trương Si trong vai Tiên Na, Kiều Tuấn trong vai Thùng Ngọc, Trương Quý Nhi trong vai Trân Trân, Duy Khánh Râu Râu trong vai Heo Rừng, Kay Đi Trần trong vai Vinh Hùng, Dũng Mi Nhon trong vai Bình Lé, Annie Trang trong vai Hào Tâm, Lê Nhân trong vai Má Miền, cùng với nhóm Cascader AXN. Sao lùng mà chạy nhanh dữ vậy trời? Giờ sao chơi? Kiếm tiếp chứ sao? Tao mệt quá. Nít hả? Trời sao nít gì mặt già ngắt vậy? Trời có kìa, có bắp kìa, có bắp không vậy? Bà có cho nên tập thể hình không? Bắt nó lại cho chế. Hả? Hẻm cục? Chẳng lẽ là bà già? Đứng lại! Đổ tay cái gì vậy heo rừng? Mày rảnh quá ha. Ê, đại ca. Ủa? Em chào đại ca. Em chào đại ca. Con con mình lết xác qua đây. Áo mày. Mày sao á? Con biết đâu đây. Ủa con không chạy đâu mày. Mày chỉ là cha đâu mày. Ba đó mày á. Ở đây mày. Mày phải không? Tụi mày phải không? Chứ đứa nào? Thôi quá. Mày phải không? Mày nữa. Mày làm tao xấu mặt tao với người ta kìa. Dạ, dạ, à, tại vì hôm nay bụng em nó yếu quá. Dạ, em xin lỗi đại ca. Dạ, em xin lỗi. Dạ, cảm ơn. Yeah. Em xin lỗi nha. Dạ, rồi em lui. Cho lui. Quay nghĩ sao vậy? Nguyên đám vậy á, bắt đạt thằng Lùng, mày coi được không? Ủa chắc Lùng, ông nào mày cái Lùng? Mấy thằng đứng đó mày nhìn đâu trên trời á? Chiêu đó tao gọi là Dương Đông Kích Tay. Hai thằng bay bớt hai não đi. Sao? Giờ mấy chú muốn gì? Dù sao anh cũng là bạn trai cũ của chị Trân Trân, nên tụi em tôn trọng anh. Nhưng mà anh phải công bằng thì tụi em mới nể. Thằng Vinh Khùng nó qua địa bàn của em nó chơi gái mà không trả tiền, anh tính giùm em đi. Cứu tao, cứu tao. Không có ai chơi với con qua địa bàn của chị đâu, nể lắm. Cái tao lại á. Cái tao lại trời ơi. Xin trân trọng giới thiệu với bà con, các anh chị. Chở tao đây đánh lộn đi đâu em mày? Biết mày. Keo dính chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, keo dính chuột có thể tái sinh trở lại. Ngoài ra, keo dính chuột có tác dụng bẫy được các loại côn trùng khác như ruồi, muỗi, kiến và gián. Phương cách sử dụng được hướng dẫn chi tiết trên giỏ hộp. Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa học. Xin trân trọng giới thiệu với bà con, các anh chị. Đó là một sản phẩm keo dính chuột. Thôi đi. Chị nói rồi đừng có hôi quần của chị mà. Có khi quần đi bọc đi ăn Tết mà giờ đó rồi sao? Không chịu, không chịu đâu. Nó nói rồi đừng có hôi quần của người ta mà. Mày đẹp mặt mày chưa? Tại sao lúc nào mày cũng gây chuyện phiền phức cho anh em vậy? Mày nghĩ sao mày chơi gái mà không trả tiền? Mày à? Mà xin lỗi đại ca là em chưa có chơi. À.
Đi không anh? Nhắm được không? Trời ơi, em bé từ tối hôm qua tới sáng luôn á, chưa có cuốn nào hết. Anh mở hàng giùm em nha. À, cứu tôi với! Chuyện lại vậy á đại ca. Tụi bay dám vu khống đàn em tao à? Tao cho tụi bay một phút để biến khỏi chỗ này trước khi tao không còn kèm cự được cú đấm của tao. Nè, ngon qua đây rồi, ngon qua đây coi, qua đây lẹ lên ngon, qua đây. Này, ê ơi. Gì? Ông dừng nợ công rồi, mình qua đây mình nghỉ đi. Đi đi. Trời ơi, làm gì vậy trời? Sao phỉ cho mèo vậy trời? Tao nói là đừng có chọc ông giận mà. Chửi ta giận hay chửi. Ôi ghê quá, ghê quá. Đứng lại mày. Đại ca, đại ca có mệt không? Hay đại ca cực quá? Qua đây. Mày ngon mày qua đây. Mày ngon mày qua đây. Mày ngon đây mày. Ra đây mày. Cái khăn mày hôi quá. Ê, mày làm gì mày sung quá vậy? Lùng mà sung, lùng bà nội mày chứ lùng. Lại kêu tụi nó về kìa. Dạ. Mắc cười lùng tụi nó lùng, ngon nhau quá. Đây, gì? Đây mày. Ê ê ê ê, bỏ xuống, bỏ xuống, tao cho nói chuyện xong. Dạ. Mày làm gì mày sung quá vậy? Tao nói thiệt với mày luôn á chứ bây giờ cái tướng với cái mặt của mày nó còn xấu hơn con cá sấu nữa. Mày nó nghĩ sao mày chạy qua bển? Nó ăn tui đuối sống mày luôn á. Bây giờ mày nhìn lại mày đi. Mày cao có 1m1 hà, phải biết thân biết phận chứ. Bây giờ rồi đó mày lết qua bển, cái lết về rồi còn 5 tấc. Đó, lúc đó hay sao? Hãnh diện không? Hãnh diện không? Hả? Đâu hãnh diện mày cười tao coi coi. Đâu hãnh diện? Hãnh diện. Đi gì? Mà đẹp trai với mình đâu có khùng đâu ta. Thôi dạ. Đại ca chờ em với. Ở đây không cho chơi thuốc. Mấy người có biết mẹ nuôi của tôi là ai không? Hả? Tôi không cần biết mẹ nuôi của cô là ai. Nhưng mà đây là địa bàn tôi quản lý. Mấy người giỏi lắm. Có ngon á thì ở lại đây đừng có chạy đi đâu hết. Ok. Mẹ nuôi, có người bắt nạt con kìa. Cưng à, chờ chết đi cưng, cưng chết chắc rồi. Mày con nít con nôi vô đây làm cái gì? Con nít bị đặt làm giang hồ hả mày? Bình lẽ, ẩm tôi lên mày. Tôi cao bài đó. Mày đừng mà nói hả mày? Đứa nào to gan dám chọc ghẹo con gái nuôi của các tỷ? Mẹ ơi, ai chọc con? Cái thằng này. Ông phải tôi. Ông phải con.
Mày lối nào mày lối hả mày? Lùn với con gái hả mày? Không phải mà. Để yên cho mẹ. Quýnh mày vừa nha mày. Không phải mà ơi, không phải con. Mày đủ tuổi chưa mà mày chọc cái? Mẹ ơi. Thằng nào? Thằng kia kìa. Cát Tỷ. Hắn đó mẹ. Dạ. Nhớ con không? À. nhớ rồi Cát Tỷ. Mày là thằng nào? Con Hảo Nam nè. Hảo Nam. Nhớ rồi phải không? Con mừng quá. Tao đang nhớ. Đừng manh động. Tao đang nhớ. Hảo Nam. Ôi Hảo Nam. Cát Tỷ. Lâu quá mới gặp con. Trời ơi. Thôi con nhớ. Không xe con về đi. Đi. Hello, dạ xin chào tất cả quý vị và các bạn coi có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và hôm nay tôi xin trân trọng thông báo cho tất cả quý vị các bạn bên dưới được biết, đó chính là hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng, một ngày cực kỳ đặc biệt, đó chính là sinh nhật của đại ca của ba thằng tôi. Và bây giờ thì Hằng Kim Trùng sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị các bạn bên dưới một bài hát cũng như là một lời cảm ơn mà hả ba thằng tôi gửi tặng cho đại ca trong suốt thời gian qua đó luôn hả, yêu thương đùm bọc che chở ba thằng tôi. Hát. Rồi sao tao hát? Tao quên. Rồi, có thể cho một chàng vỗ tay được không à? Dạ. Hát hay lắm. Tao nói nghe biết mà. Đợi tao hát ra mày. Cha ơi, I love you. Đại ca ơi, I love you. Ok. Vâng, và phần biểu diễn tới đây là kết thúc à. Dạ, xin cảm ơn. Chúc con thêm một tuổi mới là thêm một thành công nha. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn ba con khỉ nha. Vài ngày nữa, cô sẽ cho con một bất ngờ đầy thú vị. Bất ngờ gì vậy cô? Bí mật, đã nói là bí mật rồi. Thôi đi, cô về đây là con vui lắm rồi. Còn quà cáp gì nữa? Đây là đứa con gái nuôi của cô. Vậy hả? Trời ơi, nó còn ham chơi dữ lắm. Dạy nó giùm cô nghe. Dạ, con không dám. Đừng có buồn em nó nghe. Dạ, con không dám buồn. Vô mấy đứa. Mẹ này. Thôi uống ly nữa, cô có việc phải đi rồi. Dạ. Dạ cô. Yo. Vui vẻ nghe con. Dạ. Cô đi nghe. Dạ. Cô dạ, thôi. Bye cô. Dạ bye cô. Thôi ói đầy đây giờ. Dạ. Bye cô. Nghe con. Dạ. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Đại ca, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn ba đứa nha. Bữa nay làm bất ngờ quá. Cho em xin lỗi chuyện hôm trước nha. Không có gì. Thì ra anh là con nuôi của lão đại hả? Mà lão đại á là đại ca của mẹ nuôi em. Happy birthday anh. Cô còn mặt mũi đến gặp tôi à? Cô đi về ngay. Đại ca. Nó kêu anh ngồi xuống. Bình tĩnh đại ca. Hôm nay là sinh nhật của đại ca. Em đã chọn bài hát thích hợp cho đại ca rồi. Kệ đi đại ca, cứ coi như là người vô hình đi đại ca, không quan tâm. Em cũng nghĩ vậy. Bỏ qua một bên. Yeah. Xin lỗi. Cảm ơn em. Cảm ơn các bạn đã tổ chức cho Nam một ngày sinh nhật thật có ý nghĩa. Và bài hát này Nam xin gửi tặng cho Trân Trân. Cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả những gì mà em đã dành cho anh.
Phải làm sao em hiểu, anh giờ đây hết yêu. Anh không nói ra chỉ vì anh không muốn em phải đau. Nhưng làm sao em hỡi, cảm giác ấy không còn nữa rồi. Anh chỉ không muốn em yêu một người mà trái tim này đã đổi khác. Vì chính em khi xưa buông tay, chẳng cần biết anh sống như thế nào. Bao ngày qua thiếu anh em vẫn sống, nay em cứ thế đi. Đã bao lần thứ tha em đây rồi, người làm anh nhói lòng. Chỉ tại anh u mê yêu say đắm, nên anh không trách em. Đến bây giờ trái tim này hoa đã, buộc lòng anh phải nói hỡi em, anh giờ đây hết yêu. Ê Dinh Khùng, cô ta là gì của anh Nam vậy? À, cô ấy á là em của Hùng Ngọc, ngày xưa đại ca yêu cô ấy dữ lắm. Vậy mà nỡ lòng nào cô ấy ngoại tình, cắm sừng đại ca. Bây giờ còn quay lại kiếm đại ca nữa chứ? Tay nè. Đúng là nhục, nhục như con cá lục, mà nhục dữ lắm. Dạ. Phải làm sao em hiểu, anh giờ đây hết yêu. Anh không nói ra chỉ vì anh không muốn em phải đau. Nhưng làm sao em hỡi, cảm giác ấy không còn nữa rồi. Anh chỉ không muốn em yêu một người mà trái tim này đã đổi khác. Vì chính em khi xưa buông tay, chẳng cần biết anh sống như thế nào. Bao ngày qua thiếu anh em vẫn sống, thì nay em cứ thế đi. Đã bao lần thứ tha em đây rồi, người làm anh nhói lòng. Chỉ tại anh u mê yêu say đắm, nên anh không trách em. Đến bây giờ trái tim này hoa đã, buộc lòng anh phải nói hỡi em, anh giờ đây hết yêu. Nước mắt người chẳng xóa đi bao nhiêu niềm đau em dành cho tôi. Giọt lệ này cũng giống tôi khi xưa, cô níu bao yêu thương trong nỗi đau vô vọng. Vậy mà người chẳng thiết thương cho tôi, theo tình yêu ai kia em xa mãi. Đã bao lần thứ tha em đây rồi, người làm anh nhói lòng. Chỉ tại anh u mê yêu say đắm, nên anh không trách em. Đến bây giờ trái tim này hoa đã, buộc lòng anh phải nói hỡi em, anh giờ đây hết yêu. Ê, gì vậy mày? Gì vậy? Đại ca phải không? Nếu muốn cô ấy không bám theo anh nữa thì hãy ôm chặt tôi vô và nói tôi là bạn gái của anh. Nhanh lên, nói đi, nói, nói đi mà, nhanh lên. Bạn gái tôi nè. Tao thấy mày hôn anh Nam đó. Cô làm gì vậy? Cô làm loạn à? Bỏ chai xuống. Tôi không bỏ. Bản thân cô không biết trân trọng anh ấy thì cô đừng trách ai. Phải làm sao em hiểu. Tôi làm mày đó, cô làm gì tôi? Mày láo hả? Anh không nói ra chỉ vì quá đáng lắm. Không muốn em phải đau. Mày muốn chết à Hậu Nha? Anh hai, anh hai, anh hai phải đòi lại công bằng cho em. Yên tâm đi, có anh hai ở đây, không có thằng nào ăn nhiếp em được hết á. Anh
Nhớ nhẹ nhẹ, nhộng nhớ nhẹ nhào anh nhét trên giường. Mày lùn mà mày sung quá. Mày bắt chước tao gì vậy? Vui không? Anh nói vui không? Nhỏ nhộn 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 vui nhẹ. Giúp nuôi cho nó đi. Sao? Nuôi không? Nuôi không? Hả? Nuôi không? Nuôi hả? Dạy ơi, nhú nè. Nhú, bây giờ này mày còn nhú, 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 nhú. Nhú em nhảy. Mày nữa. Đại ca, cứu em. Đại ca, cứu đại ca. Cứu em. Nhớ. Cứu em. Tại sao mày lại bắt đàn em của tao? Đơn giản thôi. Tao nhích được không? Hả? Ê, giờ này nghe nói là mày làm mưa làm gió dữ lắm mà, phải không? Không có thằng Hùng nhộng thì ra gì hết. Bây giờ nhau, mày nhóng hả? Mày có nhết nhóm không? Hả? Nhìn gì? Mày muốn ai nhết nhóm không? Muốn ai nhết nhóm không? Hả? Đốt tên nó! À, mày nhanh quá nhưng mà không có nhanh mà cái trúng của tao. Tao muốn ăn không? Nhả miệng nha, tao cho ăn miếng. Hả? Trống hả? Chúa mày! Đại ca! Mày lì hả? Mày muốn chết hả? Sao? Mày không coi tao ra gì hả? Hả? Mày muốn chết hả? Quá! Đứa nào? Đứa nào? Dạ. À, dạ em. Dạ em, nhưng mà đại ca em hiểu em lắm. Dạ bụng em bị yếu. Dạ cảm ơn chị. Nhạc lên mọi người, cứ tự nhiên đi à. Happy New Year. Mày có nên đây là lần cuối cùng mày đi toilet không? Em xin lỗi. Ở đây không ai coi các tỷ ra gì à? Mình lé, chị nè, ẩm tôi lên mày. Mày không hả? Muốn chết à? Cắt súng vô. Cắt tỷ. Trời ơi, nhỉ nhát, ai hỏi nhát nhỉ? Không, cái nhỉ về, không nói em đón cái nhỉ. Cái nhỉ, có cái nhỉ ở đây, thử cho em cái vụ này. Đây, thằng Hậu Nam này, mắc dạy quá. Mày không biết, các đĩ nhà trùm địa bàn ở đây. Các đĩ, giữ nó cho em. Xử mày hả thì có. Mày tưởng mày là ai? Mày quậy phá hả mày? Mày nghĩ sao mày có tao xử này vậy bậy? Mày biết nó là ai không? Hả? Qua đi. Trời ơi, đông đốm không vậy? Sao các đĩ đánh em? Báo cho mày biết, Hậu Nam là cháu của chị. Trời ơi, cháu hả? Nghe cháu mà hết muốn nhộng luôn hả? Mày nói xong chưa? Dạ. Mày lúc nào cũng nói nhiều. Cấm miệng. Lính của tao cũng là lính của nó. Mày hiểu chưa lính? Hả? Dạ, lính hiểu. Biết. Mẹ, mẹ dẫn mẹ đi đâu vậy? Ở đây quýnh lộn quá trời luôn đó mẹ. Cũng tại con á, suốt ngày ăn quậy phá không à. Nói hoài không nghe. Con có làm gì đâu. Cô có đánh con đâu mà con né. Ngày mai là 29 Tết rồi. Con á, về quê thăm lão đại. Để lão đại vui nghe không? Dạ, cá tỷ. Thôi, mẹ phải đi rồi. Về sớm không? Về sớm nghe. Dạ. Đưa em nó về sớm nha con. Dạ. Cô đi á. Bye mẹ.
Thời tiết hôm nay lạnh quá anh ha. Ừ. Em cũng thấy lạnh nữa. Trời lạnh lắm nè, mặc áo ấm vô nha. Ủa? Sao sợi dây chuyền của anh giống của em quá vậy? Em cũng có một sợi nè. Ừ, giống thiệt đó. Anh cũng không biết nữa, cái này là lão đại đưa cho anh mang từ nhỏ. Anh cũng chẳng biết ý nghĩa của nó là gì nữa. À, từ hồi nhỏ mẹ nuôi cũng đưa cho em đeo, mà em cũng chẳng biết là gì nữa. À, công nhận trùng hợp thiệt ha. Thôi kệ đi anh. Thôi kệ đi em. Cái gì vậy? Cái gì mà để tao coi coi. Buông lại. Đứng mày, câm miệng. Tất cả nghiêm hết. Không đứa nào được động đậy hết. Và tao báo cho tụi bay biết, đứa nào mà nhìn thẳng vào mặt tao đó là tao bắn xì sợ đó biết chưa. Không đứa nào nhìn thẳng vào mặt tao đó nghe chưa. Không sao đâu em. Em sợ quá. Anh ơi. Ui chà, mới hết không? Mày nhận mặt với tao đó hả? Hả? Tại sao hồi nãy tao nói làm sao? Không đứa nào nhìn thẳng vào mặt tao đúng chưa? Bye bà, con bị lé bye bà. Con nhìn trên chển chứ đâu nhìn ba đâu. Ba quẩn quá à. Mày nhìn trên đống xe hả? Dạ. Mày không có nhìn tao? Dạ không. Mày lé hả? Dạ lé. Mày banh hai con mắt mày ra tao coi coi. Nè. Ừ, mày lé thiệt. Anh đừng hiếp em. Em bị lé thiệt à. Xin lỗi mày nha. Trang trí đào mai đẹp quá ha. Đúng là ngày Tết. Sao chúng giả quá vậy? Ờ, mà giả thiệt. Sao rồi? Tụi bay dơ dét được gì chưa? Móc nó ra. Dạ, anh là cướp đúng không ạ? À? nhìn là biết anh là cướp liền. Đây nè, em đã chuẩn bị rồi, đây nè, anh nhìn đi. Đó, đây là em gửi anh, ha, em đã chuẩn bị tiền rồi. Tờ, số tiền của em trong giỏ đã lên tới 50.000 đồng. Chúc mừng anh, à, dạ em gửi. Ê, anh. Thằng hai con mắt trong hai cái gọng kiến ở ngoài. Tao không có cần tiền nha. Anh cướp mà anh không cần tiền, anh cần gì ạ? À? Cái đó. Hiểu không? Lẹ lên. Cái cộm cộm ở giữa mày đó. Lẹ lên. Dạ. Mà anh có nói thiệt không anh? Cái vụ này sao vẫn chơi được mày? À, vụ gì vậy? Thôi chuyện người lớn. Mày hỏi làm gì? Còn kể đi. Anh nhẹ nhẹ giùm em. Đây là lần đầu của em đó. Nè. Hmm.
hoang tưởng là thằng bệnh hoạn. Sao mày không cười nữa đi hả thằng lộn? Sao mày không cười nó đi hả thằng lộn? Hả? Tao cho mày nói lại tên tao một lần nữa. Thằng luôn, thằng luôn, mày hù tao hả? Cái gì? Tao là ai mày? Mày hay quá. Thôn mày. Tao mà nói tên tao là lùn, tao chịu. Chứ mày nói tao lùn, có ghê, tao ớt. Bắt lỗi chính tả với tao hả mày? Xàm xí hả mày? Ngồi xuống. Thôi mày đứng lên luôn đi. Mày ngồi cũng vậy hả? Dạ, 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 bái anh nha. Bạn gái của mày hả? Coi bộ cũng xinh lắm chứ. Đừng có đụng tới cô ấy. À, mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Wow. Mày ấy mộ đại ca Hậu Nam à? Nhìn cái phong cách và ngoại hình của mày á cũng giống lắm đó cưu. Hậu Nam nè, ngươi lông đâu? Anh Hảo Nam, đại ca, đại ca ơi, con mắt của em nó có tròng trắng mà nó không có tròng đen. Đại ca tha tội cho em nha đại ca. Giơ súng lên. Súng của ai? Súng mày đang cầm đó. Đại ca bị gì mày? Có khi nào đại ca bị khùng mày? Đại ca ơi, tha cho em đi đại ca ơi. Bên đây nè. Em có giỡn đâu á. Bình tĩnh đại ca ơi. Bóp cò. Đại ca ơi. Bóp cò. Từ đầu tao đã biết súng giả rồi. Mày coi đi trả tiền rồi xin lỗi mọi người đi. Kiếm cái nghề khác mà làm. Đừng có làm cái nghề này nữa. Ở tù không có ngày ra đâu. Dạ, em xin nghe lời của đại ca dạ dỗ. Anh ốm ơi. Anh ốm. Anh ốm ơi. Cúp 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 cúp. Không có. Em hoàn lương rồi. Ừ ha. Ngủ tiếp. Anh ơi, anh cho em xin lỗi những hành động vừa rồi nha anh. Ủa, anh còn giận em hả? Không giận sao, em xin lỗi anh mà anh không nhìn vô mặt em. Tao bị lé mà cứ ghẹo tao hoài. Em quên, vậy thôi, anh ăn nghỉ tiếp đi. Ấy ơi, cho em xin lỗi. Dạ. Cái đó đâu? Dạ. À. Dạ cái đó là cái gì? Cái đó là cái đó đó. Cái này phải không? Rồi sao nữa ấy? Tư thế hồi nãy vậy đó hả? Có gì nhẹ nhẹ giùm nha. Nặng nề quá khó chịu lắm. Anh có biết đây là lần thứ nhất em đã trót trao về anh tình yêu đầu tiên. Tình yêu quá đậm đà và nhiều son. Wow. Biến thái hả mày? Em xin lỗi lộn. Tao cho mày gọi lại tao một lần nữa. Em nhớ rồi. Lùng không có ghê. Lùng bại nội mày. Tên tao là Vinh Không. Vinh Không mày hiểu chưa? Dạ, dạ. Nhớ chưa? Quay. Ấm áp quá. Đa tạ anh khùng. À,
Anh Nam, em muốn theo anh. Hả? Mày về mà lo hoàn lương trước đi. Dạ. Ông ơi, cá cắn câu chưa ông? Chừng nào cá mới cắn câu vậy? Sao nãy giờ? Ừ, lâu quá. Tụi bay im đi. Tụi bay làm gì sao nó cắn câu? Tụi bay làm gì ồ? Cái này là chuyện nhỏ. Nếu mà nói về 10 năm trước á, một mình tao chấp 20 thằng, chứ nói chi mấy con cá. Nghe tới tên tao là tụi nó bỏ chạy khiếp vía. Ngày xưa trong tay tao nắm 200 thằng đàn em, đi khắp Sài Gòn, hỏi tới tên hai chợ lớn, ai mà không biết. Đứng lại. Ai à? Không biết nữa. Ủa mà ông làm cái gì không? Ê mày hỏi tôi coi. Ê cháu, sao ông nhà ông đi mà ra ngoài đi vậy cháu? Đi ông nội mày chứ đi. Lão đại! Không, tôi không phải lão đại. Tôi không phải hại cho lớn. Tôi không biết. Lão đại! Đừng bắt tôi con. Đừng bắt tôi. Thảo Nam! Con, Thảo Nam nè. Mất dạy. Mày biết tao bị đau tim mà mày biết. Mắt ông nội mày hả, cười dữ vậy? Anh có mệt không? Nhìn thấy em là anh hết có mệt liền. Xạo hoài. Lão đại, vào lão đại. Hay quá ha, mày tưởng mày là ca hả? Mày bất già mày. Làm quá mày. Giờ sao? Mày nằm xuống đi. Ừ. Tao leo lên. Dạy cho nó chắc ăn mày. Xong chưa? Từ từ. Đó, xong rồi. Rồi. Hoàn thành công tác. Yeah. Rảnh quá ha. Mày cũng rảnh quá ha. Hai mày mới rảnh á. Lão đại à. À, đây là Tina, bạn gái của con. Dạ, con chào lão đại. Cũng rất là trùng hợp lão đại. Tina cũng là con gái nuôi của các tỷ. Ừ. Hai đứa bay có gì nhau chưa? Ờ. Ừ. Dạ chưa. Hả? Hai đứa bay không thể yêu nhau được. Sao vậy cha? Vì nó chính là em ruột của mày đó. Trước khi nhà hai đứa về, tao có nhận được lá thư cầu xin nuôi dưỡng của mẹ ruột hai đứa. Vì hoàn cảnh khó khăn nên tao không thể nào nuôi hai đứa được. Tao đã giao em gái mày cho các tỷ để đem qua Singapore nuôi dưỡng. Hai sợi dây chuyền này chính là do mẹ đẻ của hai đứa để lại, để sau này tụi mày còn nhận ra đem ruột với nhau. Mày hiểu chưa? Không, không phải như vậy đâu. Tôi không tin. Tina. Đã nhiều lần anh muốn quên. Tại sao cuộc sống lại trêu chọc tôi? Anh muốn sai gì không vui? Nhưng tại sao anh không thể xóa
Nhưng vì sao anh chẳng thể quên? Chẳng tại vì anh quá yêu nên anh vẫn nhớ một người không nên nhớ. Yêu thương rời xa dù anh có níu kéo thì giờ đau khổ cũng chỉ riêng anh mà thôi. Chợt mặn đắng khóe môi, anh biết em xa rồi mà vì sao anh vẫn còn nhớ. Nhớ phút giây ban đầu, nhớ tình yêu hôm nào mà giờ đây chỉ là quá khứ thôi. Rồi em đi xa giấc mơ, anh trở về lại chính anh, dù cố gắng vẫn không quên em được. Vậy thì thôi anh sẽ nhớ giữ em trong tim suốt đời, nơi góc khuất trái tim anh chính là em. Chúng ta không thể làm trái quy luật được. Em muốn được ôm anh lần cuối, được không? Cố gắng vượt qua nha em. Mình về thôi. Đã nhiều lần anh muốn quên, anh muốn xóa những gì không vui. Nhưng tại sao anh không thể xóa? Nhưng vì sao anh chẳng thể quên? Chắc tại vì anh quá yêu nên anh vẫn nhớ một người không nên nhớ. Yêu thương rời xa dù anh có níu kéo thì giờ đau khổ cũng chỉ riêng anh mà thôi. Chợt mặn đắng khóe môi, anh biết em xa rồi mà vì sao anh vẫn còn nhớ. Nhớ phút giây ban đầu, nhớ tình yêu hôm nào mà giờ đây chỉ là quá khứ thôi. Mẹ, rồi em đi xa giấc căng à? Mơ anh giờ trở về lại chính anh, dù cố gắng. Mày lo Tina đi, mày lo đại ca. Ok, vậy thì thôi okay. Anh sẽ nhớ giữ em trong tim suốt đời, nơi góc khuất trái tim. Tina, ăn gì đi, sáng giờ chưa ăn gì hết đó. Vô phường cứu chữa. Mà tại sao anh vẫn còn nhớ? Nhớ phút giây ban đầu, nhớ. Đại ca ăn tí gì đi, qua giờ đại ca chưa ăn gì rồi. Mà giờ đây chỉ là quá khứ thôi. Rồi em đi xa giấc mơ, anh trở về. Bỏ tài anh, dù cố gắng vẫn không quên em được. Vậy thì thôi anh sẽ nhớ giữ em trong tim suốt đời, nơi góc khuất. Dạ con nghe cá tỷ. Con về tới nhà chưa? Dạ con vẫn còn ở trên xe, nhưng mà cũng gần về tới rồi cá tỷ. Ta đã từng nói sẽ tặng cho con một món quà. Giờ em gái con nó vừa đáp máy bay từ Singapore qua để tìm con. Đang đứng trước cửa nhà con đợi con về đó. Em gái con? Vậy con Tina thì sao hả Cát tỷ? Ta biết thế nào lão đại cũng bị nhầm lẫn về sợi dây chuyền Tina đang đeo. Tina là đứa con gái nuôi ta nhận nuôi từ nhỏ bên Sing. Tina bướng bỉnh lắm, muốn gì được đó, nên lúc nhỏ thích sợi dây chuyền của Hạo Tâm em gái con, nên ta chịu cho nó đeo luôn. Sự thật có phải gì không Cát tỷ? Hoàn toàn là sự thật. Dạ con cảm ơn cô. Dạ em. Chuyện gì vậy anh? Đi đi. Đi đâu? Đi xuống đây nè. Đi. Ủa, ông làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Mạnh như ai đuổi vậy ta ơi. Đi 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 vô. Hạo Tâm, sao em lại ở đây? Em là Hạo Tâm hả? Anh Nam. Anh hai, mặc dù em là em gái ruột của anh, nhưng anh phải cho em thời gian để chấp nhận chứ. Tại sao anh lại ôm người con gái khác trước mặt em, mà người đó lại là em gái nuôi của em nữa chứ? Không phải đâu chị ơi, em mới là em gái ruột của anh Nam. Các tỷ nói đây mới là em ruột của anh nè, Hạo Tâm nè.
vậy còn em là gì? Là đại tẩu. Ham vui quên trách nhiệm.